Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Dược Túc Biến. Video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một phương pháp giúp cho chúng ta có thể nhận diện và nhớ một cách nhanh nhất các kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin. Các bạn có thể xem lại các video về dược lý các thuốc kháng sinh ở đường link phía dưới phần mô tả. Như chúng ta đã biết, cephalosporin là một kháng sinh diệt khuẩn có phổ rộng và thuộc nhóm beta lactam gồm 5 thế hệ. Mấu chốt trong phương pháp này là chúng ta sẽ tìm được những điểm tương đồng của các kháng sinh trong mỗi thế hệ. Khi chúng ta gặp một kháng sinh mà có chữ cái đầu là CEF hoặc CEPH thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới đó chính là kháng sinh thuộc nhóm Cephalosporin. Tiếp theo thì chúng ta sẽ để ý các chữ cái trong tên kháng sinh đó. Đầu tiên, tên thuốc có chữ FA như Cephazolin, Cephadrosin, pha như cephalothin cefapirin cefaloridin cefalexin hoặc phra như cefradin thì đều là kháng sinh cephalosporin thế hệ thứ nhất trừ cefaclor và cefamandol là thuộc thế hệ thứ hai Tiếp theo, tên thuốc có chữ IME ở cuối như Cefixim, Ceftazidim, Ceftotaxim, Ceftizosim, cephalosim hoặc ONE như ceftiasone, Cefoperazone hoặc TN -E như ceftibuten thì đều là các kháng sinh cephalosporin thế hệ thứ ba trừ cefurosim là thế hệ thứ hai ra. Tiếp theo, tên thuốc có chữ PI như cepepim, cepirom thì đều là cephalosporin thế hệ thứ tư trừ cefapirin hay Cepapirin là thế hệ thứ nhất. Tiếp theo, tên thuốc có chữ ROL là cephalosporin thế hệ thứ 5 như ceftobiprolol, Các kháng sinh còn lại như cephocitin, cephotetan, ceprozin, cephotitan, cephmetazone thì đều là các kháng sinh thuộc thế hệ thứ hai. Và đến đây thì chắc chắn là các bạn đã biết được cái phương pháp để nhớ được các kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin một cách nhanh nhất. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chúc các bạn thành công.